Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 34, sau khi đoạt được một phần truyền thừa ký ức, Vương Lâm vừa đi ra khỏi thức hải cổ thần đã ngay lập tức bị đám yêu thần truy đuổi. Phía sau quan sát Vương Lâm mở ra khe hở không gian chạy trốn, Đoán Mục cảm thấy vô cùng thú vị. Ngay lập tức, hắn ta cũng liền đuổi theo. Không lâu sau, bên trong không gian Vương Lâm đang chạy trốn xuất hiện rất đông đám tu sĩ hóa ma tới tìm kiếm. Còn Vương Lâm, anh ấy cứ thế lẳng lặng trốn trong Thiên Nghịch Châu tu luyện. Dựa theo công pháp cổ thần quyết vận chuyển, tu vi Vương Lâm gia tăng nhanh chóng. Không lâu sau, rốt cuộc, anh ấy cũng đột phá tới kết đan hậu kỳ. Thế nhưng, Vương Lâm tìm mọi cách vẫn không thể đi ra khỏi cổ thần chi địa. Bởi vậy, anh ấy quyết định sẽ đi ra bên ngoài gặp đám yêu thần. Vừa đi ra, đám yêu thần nhìn thấy Vương Lâm đã ngay lập tức lao tới. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, Đoán Mục xuất hiện quát bọn chúng dừng lại. Sau đó, hắn ta nhìn Vương Lâm, thanh âm vang lên nói: "Quả nhiên là thôn hồn, tốt lắm, ngươi đi theo ta." Dứt lời, hắn ta liền dẫn Vương Lâm rời đi. Rất nhanh, sau khi bắt được Vương Lâm, Đoán Mục liền mang anh ấy tới gặp đồng bọn của mình. Nhất thời, hàng chục đạo thân ảnh già nua xuất hiện. Ở vị trí trung tâm, Đoán Mục nhanh chóng nói cho Vương Lâm biết lý do Thác Sơn muốn truy tìm thôn hồn. Theo lời Đoán Mục, sở dĩ Thác Sơn muốn truy bắt thôn hồn là vì hắn ta muốn dùng thôn hồn hấp thu phân thức. Sau khi phân thức bị thu lại, phong ấn cùng xiềng xích trên người Thác Sơn sẽ tan vỡ. Đây là lý do tại sao thôn hồn lại quan trọng như vậy. Giải thích một hồi, Đoán Mục liền nói cho Vương Lâm biết kế hoạch của mình. Theo lời Đoán Mục, hắn ta cần Vương Lâm trợ giúp. Khi Thác Sơn phá vỡ phong ấn cổ thần, đây là lúc hai bên sẽ hợp tác hành động. Nghe vậy, Vương Lâm cũng liền đồng ý. Thế nhưng đổi lại, Vương Lâm muốn có bảo vật. Bởi vậy, sau một hồi trao đổi, đám người kia đã quyết định giao hết túi chữ vật cho Vương Lâm. Sau đó, tất cả liền đi tới huyết hải, nơi có những cột đá giam giữ Thác Sâm. Ở trung tâm, Thác Sâm vừa nhìn thấy Vương Lâm, hắn ta vui mừng. Nhất thời, thanh âm Thác Sâm vang lên nói: "Hấp thu phân thức này, mở phong ấn cho ta, nếu không, bỏ mạng ngay lập tức." Nghe thế, Vương Lâm đáp: "Ta có thể phá phong ấn cho ngươi, nhưng sau khi ta giải phong ấn xong, ta muốn ngươi đưa ta rời đi." Nghe thấy lời này, Thác Sâm gật đầu đồng ý. Sau đó, thanh âm lại vang lên nói: "Thôn hồn này còn quá non nớt, hãy giúp hắn ngưng tụ hồn cầu của mình càng sớm càng tốt." Dứt lời, Thác Sâm liền sai thủ hạ của mình trợ giúp Vương Lâm. Phía bên dưới nhận lệnh, Đoán Mục bàn tay đưa ra, theo pháp quyết hắn vận chuyển. Ở trên đầu, một vòng tròn đã liền tỏa sáng nhanh chóng để du hồn dung nhập vào bên trong. Cuối cùng, hắn ta dùng thủ pháp quỷ dị cũng giúp Vương Lâm ngưng tụ ra hồn hạch. Giờ khắc này, Vương Lâm hết giải, trên người một luồng kinh khí mạnh mẽ tỏa ra xung quanh. Theo anh ấy cảm nhận, bây giờ mình mới chân chính là thôn hồn. Thấy vậy, Thác Sâm cười nhẹ. Ngay lập tức, hắn ta liền sai Vương Lâm giúp hắn ta hấp thu phân thức để phá vỡ phong ấn. Nghe thế, Vương Lâm cũng liền làm theo. Rất nhanh, anh ấy ngồi xuống, từng đạo phân thức không ngừng đi vào trong cơ thể Vương Lâm. Lẳng lặng ngồi im tại chỗ, mặc cho thời gian trôi qua, theo từng đạo phân thức được Vương Lâm hấp thu, phong ấn trên người Thác Sâm dần tan vỡ. Theo đó, xiềng xích trên người Thác Sâm bắt đầu vỡ nát. Cứ thế, Thác Sâm gào thét, từng luồng năng lượng kinh người trên cơ thể hắn bạo phát. Nhất thời, bên trong tử hải đỏ rực, thân thể Thác Sâm ngày càng trở nên mạnh mẽ, mỗi tiếng gầm vang lên, xiềng xích lại thêm một lần vỡ vụn. Cuối cùng, Vương Lâm cũng thành công hấp thu hết toàn bộ phân thức. Theo đó, phong ấn trên người Thác Sâm cũng hoàn toàn được phá bỏ. Lúc này, Thác Sâm hét lớn, hắn ta gầm lên mang theo sự căm phẫn quát: "Đồ ti, phong ấn này không vây khốn được Thác Sâm ta nữa. Xê Tâm Mâu, hiện!" Dứt lời, ánh mắt Thác Sâm đỏ rực gầm lên, trong tay hắn ta, một thanh chiến mâu đỏ rực cũng liền hiện ra. Thế vậy, Vương Lâm kinh hãi vô cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh chiến mâu trên tay Thác Sâm. Theo anh ấy cảm nhận, đây mới chính là sự tinh khiết của sức mạnh truyền thừa cổ thần. Nghĩ tới đây, Vương Lâm nhìn về phía xa. Giờ khắc này, trên tay Thác Sâm, Xê Tâm Mâu đã liền chém ra tạo thành một hình chữ thập, lao thẳng về phía trước phá vỡ không gian. Theo khe hở mở ra, Thác Sâm cũng liền phóng người đi. Sau hắn ta, hàng trăm yêu thần cũng nhanh chóng đi theo. Không lâu sau, tất cả đã đứng trước một vùng biển lớn. Cầm chiến mâu trong tay, Thác Sâm lại một lần nữa đánh ra một đạo công kích hình chữ thập. Khi nó đánh vào trong làn nước biển kia, một cơn sóng lớn dữ dội cũng liền sôi trào, giống như một con thủy quái sống dậy. Thấy vậy, Thác Sâm quát lớn nói: "Nghiệt chướng, ngay cả ta cũng không nhận ra sao?" Dứt lời, hắn ta gầm lên, trong tay chiến mâu đỏ rực lấy sáng. Ngay sau đó, hắn ta liền lao thẳng xuống làn nước biển kia và giao chiến bên trong đó. Đến đây thì hết tập 35 Tinh Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại!